Hồi thứ 23 Nể danh sĩ, lõa thân, mắng quốc tặc Các thái y đầu độc, chịu mang hình Nhắc lại, Tào Tháo nổi giận thét chém lưu đại, dương trung Thì Khổng Dung can rằng Hai người vốn không phải địch thủ của Lưu Bị Nếu giết đi, e mất lòng các tướng Tháo mới tha chết cho hai người. Nhưng trước lột hết chức tước, rồi toan khởi binh, thân đi đánh quyền đức. Khổng Dung lại nói, nay đang mùa giá lạnh nên chưa động binh, đợi sang xuân cũng chưa muộn. Bây giờ hãy nên sai người đi chiêu dụ trương tú lưu biểu, xong rồi hãy mưu đồ đến từ châu. Tháo nghe lời trước sai lưu diệp đi thuyết trương tú diệp đến tương thành ra mắt giả hữu trước kể rõ thịnh đức của tàu công hữu bèn mời diệp ở trong nhà hôm sau vào ra mắt trương tú hữu kể lại về tào tháo sai diệp đến chiêu hàng hai người còn đang bàn bạc bỗng lại tiếp tin có sứ của viên thiệu đến tú cho phép vào Sư giả trình thư lên Tú xem qua Thấy cũng là ý chiêu dụ Giả hữu hỏi sư giả Gần đây hưng binh đánh Tào Tháo thắng bại ra sao Sư giả nói Vì mùa đông thắng giá nên tạm bãi binh Nay thấy tướng quân đây Với lưu cảnh thăng ở Kinh Châu Đều có phong độ quốc sĩ Nên chúa công tôi sai tới tương thỉnh Giả hữu bỗng cười rộ lên, bảo sư giả. Người nên trở về gặp viên bản sơ và nói dùm rằng, đến anh em máu mũ còn chẳng dung được nhau, nói chi chuyện bao dung quốc sĩ thiên hạ. Rồi xé nát lá thư ngay trước mặt và thét đuổi sư giả. Trương Tú ái nái hỏi, hiện viên thiệu đang mạnh, tào tháo đang yếu, nay mình xé thư đuổi sứ nếu mà thiệu đem quân đến thì làm như thế nào hữu nói chi bằng theo quách tào tháo là hơn tháo có mối thù với ta dung nhau sao được theo tào tháo thì được ba điều thuận tiện thao dân chiếu thiên tử chinh phạt bốn phương danh chính ngôn thuận đó là một điều nên theo thiệu đang mạnh ta đem sức yếu tới theo ắt không coi trọng ta tháo đang yếu thế được ta theo ác mừng đó là hai điều tàu công có chí lớn như ngũ bá ắt quên thù riêng để nêu cao đức độ với bốn bể đó là ba điều mong tướng quân đừng nghi ngại gì nữa tú nghe lời cho mời lưu diệp vào hội kiến dịp hết lời ca tụng thịnh đức của Tháo, rồi bảo Tú. Nếu thừa tướng còn giữ thù xưa, thì đâu có sai tôi tới đây kết hiếu với tướng quân. Tú rất mừng, liền cùng bọn giả hữu kéo đến hứa đô đầu hàng. Tú vào ra mắt Tháo, lại dưới thềm. Tháo vội đỡ dậy, cầm tay an ủi. Thôi, ta có chút lỗi nhỏ, đừng có để bụng nha rồi phong tú làm dương vũ tướng quân phong giả hữu làm chấp kiêm ngô sứ chú thích thế là tháo được thêm một mưu sĩ cừ khôi đọc tiếp thao lại bảo tú viết thư đi chiêu dụ lưu biểu giả hữu tiến ra nói lưu cảnh thăng chỉ ưa kết nạp những người có danh tiếng vậy nay phải cử một danh sĩ Văn tài nổi tiếng đến thuyết phục Mới có thể chiêu hàng được Thao hỏi Tuân Du um, Cử ai đi cho được Du nói Khổng văn cử có thể đảm đương việc này Thao cho là phải Tuân Du ra về Đi tìm gặp Khổng Du Bảo rằng Thừa tướng hiện cần một danh sĩ Có văn tài Để cử đi thuyết hàng ông có thể đảm đương được chứ dung nói hiện ở đây có một danh sĩ anh tuấn là nể hành tự là chính bình tài giỏi gấp mười lần tôi người này đáng mặt cẩn thận không những chỉ làm sư giả thật xứng đáng đứng kề bên ngai rồng để tôi phải tiến lên thiên tử mới được bèn viết biểu dâng lên hiến đế, biểu văn rằng Thần có nghe, ơn chính bệ như hồng thủy tràn lan, khiến thiên hạ yên bình, cầu khắp bốn phương để chiêu mộ hiền tuấn. Xưa, Đức Thế Tông kế thống, mở mang cơ nghiệp, chăm rộng đoái xa, khắp nơi kẻ sĩ nức lòng tìm đến. Chú thích Đức Thế Tông tức là hán vũ đế. Đọc tiếp. Nay, bệ hạ là đấng duệ thánh, lên núi cơ tự, gặp giận long đông, những người hết lòng mỗi giờ mỗi hiếm. Mai thai, khí thiên sông núi đúc kết, non nhạc giáng thần, dị nhân xuất hiện. Thần trộm thấy đất bình nguyên có người xử sĩ họ nể tên hành tự là chính bình, 24 tuổi, tư chất nhân hòa, tâm linh sáng rỡ, anh tài trác lạc, học rộng văn hay. Thăng đường xem việc, hiểu thấu sâu xa, lét mắt nhìn qua, miệng đã lào thuộc, tai mới nghe loạt đã nhớ nhập tâm. Tính tình hợp đạo, thiên tư có thần. Kỳ tài, hoàng dương, thần trí an thế, nếu so với hành chẳng có gì lạ. Chú thích Hoàng Dương, Tan Hoàng Dương, người thời vũ đế An Thế, Trương An Thế, người thời tuyên đế Đọc tiếp Lòng trung quả thẳng ngay, chí nguyện như sương tuyết Ham điều thiện như soi gương, ghét điều ác như thù địch Nết cao thượng nhâm tòa, tiết tháo sắc son sử ngư cũng không hơn được. Chú thích, nhâm tòa ở thời ngụy văn Hầu. Đọc tiếp, trộm nghĩ, đang diều quả cả trăm, không bằng một con chim ngạc. Chú thích, chim ngạc, xưa gọi là chim thư cưu. Thế này thì bọn tuân hút trình dục, quách gia là bày diều quả hết. Đọc tiếp. Nếu hành đứng trong triều, ác thế khả quan. Tài hùng biện thao tháo, chính khí dân đầy ngùng ngục. Giải điều nghi, gỡ mối rối, dư tài chế biến phò nguy. Xưa, giả nghị đi tuần ra thuộc quốc. Trách quở thiền du chung quân, tẻ măng mà khiên chế nước Việt mạnh. Tuổi non mà kháng khái, đời trước ngợi khen. Chú thích Trung quân, người đệ hán vũ đế ở đất Tây Nam, làm quan bác sĩ, rồi gián nghị đại phu, khiên chế được nước diệt. Khi chết mới hơn 20 tuổi, người đời gọi là Trung Đồng, Kỳ Đồng. Đọc tiếp. Gần đây, lộ túy nghiêm tượng cũng nhờ kỳ tài được dẫn dắt tới tòa thượng thư nể hành đáng sánh với tài ấy nếu như rồng được dương tới cửa trời dương cánh trên sông ngân lên tiếng ở tòa tử vi tỏa sáng rực rỡ cầu vồng thì đủ hấp dẫn khắp kẻ sĩ ở gần đại thư làm rạng uy nghiêm bốn cửa khắp trời hòa vui được vẻ đẹp tuyệt vời. Nơi đế thất hoàng cư sẽ xúc tích được của báo phi thường vậy. Những người như hành không thể có nhiều. Trộm nghĩ, nghe bản đàn hay như khúc dương A, hay lời ca đẹp như thiên kích sở, thì người mẫu tài phải ham. Thấy ngựa thần phi thố, yếu niễu, tung gió phi nhanh, thì lương, nhạc, phải thích Chú thích Sách Lã Thị Xuân Thu chép rằng Ngựa thần phi thú mỗi ngày đi một dạng dặm Ngựa yếu niểu mỗi ngày chạy một dạng tám ngàn dặm Lương nhạc tức là dương lương và bá nhạc Đọc tiếp Lũ thần chăm chú lo việc, đâu dám quên rằng bệ hạ đốc thận diệt dùng kẻ sĩ, ắt phải thử tài. Vậy, xin lượng thánh cho nể hành áo vải vào chầu. Nếu chẳng ra gì, lũ thần cam chịu tội khi quân trước bệ. Nguyên văn Thần văn Hồng thủy hoành lưu, đế ơn tỉ nghệ, bàn cầu tứ phương, dĩ chiêu hiền tuấn. Tích Thế Tông kế thống, tương hoành cơ nghiệp, trù tư hy tải, quân sĩ hưởng trăng. Bệ hạ, duệ thánh, toản thừa cơ tự, tao ngộ ách giận lao gián nhật trắc. Duy nhạc gián thần, dị nhân tịnh xuất. Thiết kiến sử sĩ, bình nguyên nể hành, niên nhị thập tứ. Tự chính bình, thuộc chất trinh lượng, anh tài trác lạc, sơ thiệp nghệ văn, thăng đường đổ áo. Mục sở nhất kiến, tiếp tụng chi khẩu, nhĩ sở tiệm văn, bất vong du tâm, tinh giữ đạo hợp, tư nhược hữu thần. Hoàng dương tìm kế, an thế mặt thức, dĩ hành chuẩn chi, thành bất túc quái trùng quả chính trực, chí hoài sương tuyết, kiến thiện nhược kinh, thật ác nhược cửu. Nhâm tòa kháng hạnh, sử ngư lệ tiết, đại vô dĩ quá giả. Chí điểu lũy bất như nhất ngạc, sử hành lập triều tất hữu khả quan. Phi biện sĩnh từ, vật khí phân dũng, giải nghi thích kết, lâm địch hữu dư, tích giả nghị cầu thí thuộc quốc, quỷ hệ thiền du. Trung quân dục dĩ trường anh khiên chế kinh diệt. Nhược quan khẳng khái, tiên thế mỹ chi. Cận nhật lộ túy nghiêm tượng, diệt dụng dị tài, trạc bái đại lang hành nghi dữ di tỷ Như đắc long dược thiên cụ, chấn dực dân hán Dương Thanh Tử Di, Thùy Quang Hồng Nghê, Túc Dĩ Chiêu Cận Thự Chi Đa Sĩ, Tăng Tứ Môn Chi Mục Mục. Quân Thiên Quảng Lạc, Tất Hữu Kỳ Lệ Chi quan Đế Thất Hoàng Cư, Tất xúc Phi Thượng Chi Bảo. Nhược hành đẳng bối bất khả đa đắc, kích sở, dương a, chí diệu chi dung chưởng kỹ giả chi sở tham, phi thú yểu niễu tuyệt túc bồn phóng lương nhạc chi sở cấp giả thần đẳng khu khu cảm bất dĩ văn bệ hạ đốc thận thủ sĩ tất tu hiện thí khất lệnh hành dĩ hạt y triệu kiến như vô khả quan thái thần đẳng cam thụ diện khi chi tội vua xem tờ biểu xong giao cho tháo tháo bèn sai người triệu nể hành đến chào hỏi xong tháo cứ lờ đi không mời ngồi hành mới ngửa mặt lên trời than rằng than ôi trời đất rộng lớn như thế này sao không có lấy một người tháo hỏi thủ hạ ta có cả mấy chục người đây đều là anh hùng đời này sao lại bảo là không có người Hành nói ồ là những ai xin cho nghe thao kể này là tuân húc tuân du quách gia trình dục Cơ mưu tri diễn dẫu tiêu hà trần bình cũng chưa kịp trường liêu hứa chữ ly điển nhạc tiếng sức khỏe vô địch dấu sầm banh mã vũ cũng không bằng chức tổng sự như mãn sủng lá kiền tướng tiên phong như dù cấm từ hoàng đều lối lạc hơn người hạ à hầu đôn lừng danh là phúc tướng thế gian tào tử hiếu nổi tiếng là kỳ tại thiên hạ sao bảo là không người Nể hành nghe xong, bật cười nói. Ông nói sai rồi. Mấy nhân vật này tôi biết rõ lắm. Như Tuân Húc có thể sai đi điếu tang thăm bệnh. Tuân Du có thể dùng giữ mã canh mộ. Trình Dục có thể coi nhà giữ cửa. Quách Gia có thể sai đọc gian ngâm thơ. Trường Liêu thì đánh chuông đánh trống. ước chữ có thể giữ ngựa chăn trâu. Nhạc tiếng thì nên sai đọc chiếu trạng. Lý điển có thể sai đi truyền hịch tống thư. Lá kiền biết mài dao đúc kiếm. Máng súng có tài uống rượu ăn tấm. Du cấm có thể sai vác gạch xây tượng Từ quảng nên sai mổ lợn giết chó. Hạ hầu đông có thể gọi là tướng quân hoàng thể Chú thích. Đôn chỉ còn có một mắt. Câu này nói mỉa, ý trái lại. Đọc tiếp. Và đến như tàu nhân, thật đáng mặt thái thú dòi tiền. Ngoài ra, đều là hạng gia áo tươi cơm, lo rượu bị thịt hết mà thôi. Tháo dặn hỏi. Thì người có tài gì? Hành nói ngay. Thiên văn, địa lý, không điều gì không biết. Tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không tường. Trên có thể giúp vua được như nghiêu thuấn, dưới có thể theo đoại đức khổng, thầy nhang. Há thèm nghị luận với bầy tục tử sao? Trước tình thế gây go ấy, chỉ có Trương Liêu đứng gần rút gươm toan giết hành. Nhưng thao đưa mắt ngăn lại rồi bảo hành. Hiện ta đang thiếu một chức cổ lại để sớm tối đánh trống hầu những buổi triều hạ yên hưởng. Vậy, người hãy giữ cái chức này. Chú thích. Vì hành mắng Trương Liêu chỉ đáng đồ đánh trống, nên Thao nói vậy cho hạ dạ Trương Liêu. Đọc tiếp. Hành không hề từ chối, nhận lời ngay rồi bước ra. trường liều hỏi Tháo. Tên ấy, ăn nói ngạo mạn sao không giết đi? Tháo nói. Bởi vì nó vốn có cái hư danh xa gần đồn đại. Nếu giết nó, thiên hạ sẽ bảo ta hẹp lượng, không dung được người. Nó đã cậy mình tài giỏi, thì ta sai làm tên đánh trống, cho mà nhục. Hôm sau, Tháo ngồi trên tỉnh sảnh, mở tiệc lớn đãi tân khách rồi truyền cổ lại đánh trống Nếu hành bước tới tên đánh trống cũ bảo hành rằng đánh trống thì phải mặc áo mới vào chứ hành không thèm nghe cứ mặc áo cũ mà vào sắn tay đánh ba hồi trống nhịp ngư dương âm tiết tuyệt diệu nghe văng vẳng như có tiếng đá tiếng vàng ngân theo ai quán khách trên tiệc nghe qua không khỏi bồi hồi rơi lệ bỗng tả hữu quát nạt hành tại sao không thay áo vậy hành bèn cởi áo tụt quần ngay trước bàn tiệc đứng lõa thể trơ trơ như con nhộng chẳng che đậy gì hết chú thích mạch da dứt mũ ngạo hoàng ôn để hành thoát y nhục tào tháo gian hùng gặp phải cuồng sĩ thật cũng khổ. Đọc tiếp. Trên tiệc cả lấy tay che mặt tiếu tích, người vội vã quay đi. Bây giờ hành mới từ từ cúi xuống kéo quần lên, sắc mặt thản nhiên không hề thay đổi. Thao mắng rằng, trên cái chỗ miếu đường, sao mày quá vô lễ? Hành mắng lại, dối vua lừa trên mới là vô lễ chứ. Ta để lộ cái hình do cha mẹ sinh ra, tức là vô tấm thân trong trắng của ta vậy. Thao dặn hỏi, Mày trong trắng, thì ai dơ bẩn? Hành đáp lập tức, Mày dơ bẩn chứ ai? Mày không thấy rõ người hiền kẻ ngu, ấy là mắt bẩn. Không đọc thi thư, ấy là miên bẩn không nghe lời ngay thẳng là tai bẩn, không thông cổ kim là thân bẩn, không dung chư hầu là bụng bẩn, cứ nghĩ mưu xoáng nghịch ấy là trái tim bẩn. Như ta đây là danh sĩ thiên hạ mà mày dùng làm tên đánh trống thì cũng giống như dương quá khinh đức trọng ni, tan thương, dèm thầy mạnh tử, Mày muốn gây nghiệp dương bá mà kinh người như thế này à? Bây giờ Khổng Dung ngồi trên tiệc, sợ Tháo giết mất hành, bèn lựa lời quan thai, bảo Tháo. À, tội nể hành chỉ đáng làm tù sung dịch, không đáng như trong giấc mộng đứng minh dương. Chú thích Nhắc lại giấc mộng của vua Cao Tông theo truyền thuyết để cứu nể hành vậy. Đọc tiếp Tháo trỏ mặt hành truyền bảo Này, ngươi hãy đi sứ hoặc Kinh Châu Nếu thuyết được lưu biểu về hàng Sẽ được chức công khanh Hành không chịu đi Thao bắt đóng yên ba con ngựa Sai hai người áp hai bên Bế sóc hành lên lui đi Lại bảo bọn văn võ tay sai Đem rượu ra cửa đông tống tiễn Khi ra chờ ngoài thành Tuân hút dặn đồng bọn rằng khi mà để hành tới cứ ngồi im, đừng có ai đứng dậy nghe chưa. Hành đến nơi xuống ngựa bước vào, bọn Tuân hút ngồi lặng thinh. Hành bèn ngã người khóc rống lên. Tuân hút hỏi: vì sao mà khóc vậy? Hành nói: ôi cha hội, vào chỗ cái quan tài người chết, không khóc làm sao mà được cả bọn cùng nói Bọn ta là thây ma đó Thì ngươi là thằng cuồng quỷ không đâu Hành ngạo nghễ Ta là bề tôi nhà Hán Không thuộc đảng thằng Tàu Mang Sao lại không có đầu? Chú thích Nể hành lấy vua Hán làm đầu Bọn Tuân Hút lấy Tào Tháo làm đầu Đọc tiếp Bọn họ muốn giết đi Tuân Hút dội ngăn lại Bảo rằng, khi độ chim xé chuột đồng đó giết làm gì cho bẩn đau hành mắng lại tao là chim chuột còn có tính chất người chứ tụi chúng bay chỉ là dung dế sâu bỏ hết bọn họ tức giận đứng lên giải tán hành sang tới kinh châu vào ra mắt lưu biểu nhưng miệng tuy ca tụng tài đức mà lời vẫn ngủ ý châm biếm chê bai biểu bực mình nhưng không nói ra, chỉ bảo hành qua gian hạ ý kiến hoàng tổ. Có người hỏi biểu, nể hành sức cờ ca chúa công, sao không giết đi? Biểu nói, nể hành lăng nhục tào tháo biết bao nhiêu, mà tháo không giết là sợ mất lòng người. Nay sai tới đây, ý muốn mượn ta giết giùm, để ta mang lấy tiếng hại hiền đó. Vì vậy, ta sai hành qua gặp hoàng tổ để tháo biết rằng ta không phải kẻ khờ. Mọi người đều phục là cao kiến. Bây giờ viên thiệu cũng sai sứ đến, biểu hỏi các mưu sĩ. Viên bản sơ lại sai sứ tới đây. Tàu Mảnh Đức cũng vừa sai nể hành đến, nên theo huynh nào thì hơn. Tùng sự Trung Lan tướng Hàng Tung tiến ra nói. Này hai tay anh hùng đang găng nhau. tướng quân nếu muốn làm việc lớn, hãy nhân lúc này mà phá địch. ắt nên công. Uhm, nếu không như vậy, thì chọn bên nào giỏi mà theo. Nay Tào Tháo giỏi dùng binh, người hiền tuấn về theo rất nhiều. Thế tất phải diệt viên thiệu trước, rồi kéo quân xuống Giang Đông. Lúc bây giờ, e tướng quân không ngăn nổi, chi bằng đem kinh châu này về phe với Tháo, Tháo ắt trọng đại tướng quân. Người hãy đến hứa đô xem động tĩnh như thế nào, rồi về đây sẽ bàn lại. Tung nói, Chúa tôi, ai có định phận nấy? Nay tung thờ tướng quân, dù bắt vào chỗ nước sôi lửa bóng, cũng xin dân mệnh. Nhưng mà tướng quân hãy xác mình nếu có thể trên nhờ thiên tử dưới thuận tàu công thì hãy sai tôi đi còn nếu trì nghi chưa quyết một khi đến kinh sư vua phong cho một chức quan thì tung sẽ thành bề tôi thiên tử không còn được tận tụy sống chết vì tương quân nữa nhưng biểu vẫn nói ừ, uhm, ngươi hãy cứ đi một chuyến xem như thế nào ta đã có chủ ý tung bèn từ biệt biểu đến hư đô, dạo ra mắt tháo tháo phong ngay tung làm thị trung kim lĩnh linh lăng thái thú tuân hút hỏi nhỏ tháo hàng tung tới đây có ý dò động tĩnh chưa chút công lao sao đã cho chức trọng nể hành ra đi cũng chưa có tin tức gì về sao thừa tướng không hỏi xem cái đã tháo nói nể hành làm nhục ta thái quá nên ta mượn tay lưu biểu giết đi. Hỏi đến nó làm gì? Bạn sai hàng tung trở về thuyết lưu biểu. Tung về đến Kinh Châu, ra mắt biểu, xưng tụng thịnh đức triều đình và khuyên biểu vào chầu Biểu nổi giận mắng. Á à, à, mày dám hai lòng như vậy sao? Rồi toan chém, tung kêu lớn. Tự tướng quân phụ tôi, chứ tôi đâu dám phụ tướng quân khoái lương khuyên giải lúc chưa ra đi tung đã nói trước như vậy rồi biểu mới tha cho Tùng. bỗng có người về báo tin hoàng tổ đã chém nể hành rồi biểu hỏi nguyên do người ấy kể rằng hôm đó hoàng tổ uống rượu với nể hành cả hai cùng say tổ mới hỏi hành anh ở hứa đô có thấy nhân vật nào đáng kể hành đáp có thằng cu lớn khổng văn cử với thằng cu nhỏ dương đức tổ là tạm được ngoài hai tên đó chẳng có nhân vật nào nữa tổ lại hỏi như ta đây thế nào thành đáp anh như vị thần trong miếu tuy hưởng độ cúng tế mà chẳng linh nghiệm chút nào tổ đung đung nối dẫn mắng à mày dám bảo tao là hạng người gỗ tượng đất hả rồi sai chém đầu thành đến chết vẫn chửi hoàng tổ không ngớt miệng. Lưu biểu nghe tin hành chết cũng than tiếc mãi, rồi sai đem tán bên bãi anh vũ. Chú thích. Bãi này mang cái tên anh vũ là do một bữa tiệc và bài phú anh vũ của nể hành làm ra khi uống rượu với mọi người trên bãi. Đọc tiếp. Người sau có thơ rằng Hoàng tổ vô tài, mắt thiếu ngươi, nể hành dông mạng, hận muôn đời. Đến nay qua bãi sông Anh Vũ, chỉ thấy vô tình ngọn nước trôi. Nguyên văn Hoàng tổ tài phi trưởng giả trụ, nể hành tán thủ thử gian đầu. Kim lai Anh Vũ châu biên quá, duy hữu vô tình bích thủy lưu. Tào Tháo ở Hư Đô Nghe tin nể hành bị hại thì cười rằng Khi đồ hủ nho mua gùm lưỡi hả? À? Nay lưỡi mình lại giết mình rồi nha Nhưng không thấy lưu biểu đến hàng Lại muốn khởi quân hỏi tội Tuân hút can rằng Chưa bình viên thiểu Chưa diệt lưu bị Mà vội dùng binh nơi gian hán ấy là bỏ gan ruột mà lo tay chân Hãy trước diệt viên thiệu thứ đến lưu bị rồi gian háng, chỉ quát một trận là yên ngay tháo nghe lời gác việc đánh lưu biểu lại nói về đóng thừa từ ngày quyền đức ra đi ngày đêm lo liệu cùng bọn dương tử phục nhưng chẳng biết làm kế gì đến năm kiến an thứ năm gặp ngày tết nguyên đáng các quan vào chầu mừng vua thừa thấy tháo càng kiêu hãnh hoành hành hơn trước thì tức giận đến cảm thành bệnh. dù hay tin quốc cử bị bệnh, sai ngay quan thái y trong triệu đến nhà thừa chữa thuốc. Quan thái y này vốn là người lạc dương hoặc cát tinh thái, tự là xứng bình, người đời vẫn gọi ông là cát bình, chính là một thầy thuốc nổi tiếng thời ấy. Cát bình đến phủ đóng thừa đem thuốc điều trị, sớm tối không rời bên giường bệnh thường thấy thừa thở vắng tan dài mà không dám hỏi. Mãi đến ngày nguyên tiêu, Bình cáo tự xin về, nhưng thừa giữ lại cùng uống rượu. Chú thích Ngày nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng Đọc tiếp Hai bên đối ẩm tới canh khuya, thừa mệt mỏi quá, mặc cả áo dài mà ngủ. Bỗng có tin bọn Dương Tử Phục bốn người đến thừa vội ra đoán vào phục hớn hở nói đại sự phải thành thừa hỏi định dùng kế gì đó lưu biểu đã kết liên viên thiệu khởi binh năm mươi vạn hai nhà chia mười đường đánh tới má đăng thì hợp cùng hàng toại kéo bảy mươi hai vạn quân tây lương từ phía bắc đánh xuống tháo đã khởi hết binh mã hư xương chia đi hai đầu ngân địch hiện trong thành bỏ trống vì vậy, nếu chúng ta tụ tập đủ gia đồng thuộc hạ năm nhà, có thể được hơn ngàn người. Đêm nay, thừa lúc trong phủ tháo của Đại Yến mừng nguyên tiêu, tay ta bổ dây bốn mặt rồi xông vào giết nó đi là xong. Không nên bỏ lỡ cơ hội này. Thừa mừng rỡ vô cùng, lập tức gọi người nhà sửa soạn binh khí, rồi mặc giáp cầm thương lên ngựa, hẹn hội quân ở nội môn để cùng tiến vào tướng phủ. Đêm ấy vào canh một, quân năm nhà cùng kéo vào. Đống thừa tay cầm bảo kiếm, đi bộ thẳng vào. Thấy Tháo đang ăn yến ở hậu đường, liền thét lớn. Giặc Tháo, chớ chạy! Rồi xông tới chém phăng một nhát. Tháo chết gục xuống. Thừa sướng quá. Bỗng mớ choan mắt dậy. Thì ra, đó chỉ là giấc mộng Nam Kha. Chú thích. Giấc mộng Nam Kha ước gì việc thực được đúng như mộng. Đọc tiếp. Miệng thừa còn lào thao mắng, tháo tặc tao tặc chưa dứt. Bây giờ các bệnh nghe lọt, lai dậy hỏi rằng. Anh muốn giết tàu công phải không? Thừa sợ hãi, không trả lời được. Nhưng các bệnh nói. Quốc cửu đừng sợ, tôi tuy chỉ là một thầy lang vẫn không hề quên nhà hán đã mấy lần thấy quốc cửu thở dài não nuột tôi chưa dám hỏi vừa đây nghe lời nói trong mơ mới biết rõ chân tình vậy xin chơi giấu nhau nếu quốc cửu dùng được tôi vào việc gì thì dẫu chết cả chính họ tôi cũng không oán hận thừa che mặt khóc rằng chỉ sợ ông không thực lòng thôi. Các bình đưa tay lên miệng, cắn đứt một ngón mà thề. Bây giờ thừa mới đem tờ chiếu đai áo ra cho bình xem, rồi nói. Nay mưu việc chưa xong, lại vì Lưu Quyền Đức cùng má Thỏa Thành đều đi khỏi rồi. Tôi vô kế khả thi, lo nghĩ mà thành bệnh vậy. Các bình bỗng hân quang nói ông khỏi cần lao tâm mệt sức. Tính mạng thằng giặc tháo đã nằm gọn trong bàn tay tôi rồi. Chú thích. Cái bàn tay những ông lang đời nay cũng đáng sợ thay. Đọc tiếp. Thừa hỏi mô kế như thế nào? Bình cho biết. Giặc tháo á, vốn có chứng nhức đầu, đau vào túi cốt tuỷ mỗi lần đau là mỗi lần triệu tôi vào bốc thuốc uống. Như vậy, nếu nay mai nó triệu nữa, tôi chỉ việc cho một liều độc dược là nó chết ngay. Hạ tất phải dùng đến binh đau. Nếu mà được như vậy, thì cứu xa tắc nhà Hán là nhờ tay không vậy? Các bình cáo từ ra về, thừa mừng khắp khởi trong lòng, mới rảo bước vào hậu đường. Bỗng bắt gặp tên Gia Nô Tần Khánh Đồng đang tư tình với con thị nữ dân anh cười rút rít trong bóng tối thường đổi giận các tả hữu bắt hai đứa đem chém nhưng phu nhân động lòng thương hại khuyên tha cho chúng chú thích lòng mềm yếu của đàn bà làm hỏng việc lớn tiếc thay đọc tiếp thừa nể lời vợ mới sai đánh mỗi đứa bốn mươi roi rồi đem tần khánh đồng giam vào lãnh phòng qua trái cửa Tân Khánh Đồng căm tức, nửa đêm bẻ gãy khóa sắt, trèo tường trốn ra, rồi chạy thẳng tới phủ tạo Tháo, xin cáo việc cơ mật. Tháo Sai gọi vào nhà kính hỏi, Khánh Đồng thưa. Và bẩm thừa tướng, Dương Tử Phục, Ngô Tử Lan, Sùng Tập, Ngô Thạc với Mã Đằng, năm người vào phủ chủ con bàn kính với nhau, chắc là mua hại thừa tướng. Còn thi chủ con đem ra một bức lụa trắng, không biết là có những chữ gì, Ngày hôm qua, các bình lại cắn ngón tay ăn thề. Chính mắt con thấy rõ như vậy ạ. À. Thao nghe qua, liền giấu kín Tân Khánh Đồng trong phủ. Đống thừa không thấy nói về, cho rằng nó trốn đi phương khác, không truy tầm nữa. Hôm sau, Thao giả tản nhức đầu, triệu các bình vào bốc thuốc. Các bình nghĩ thầm. Thằng giác này, tận số rồi đây. Bèn ngầm giác thuốc độc trong mình, vào phủ thăm bệnh tháo. Bây giờ tháo nằm trên giường, bảo Bình kê đơn. Bình xem qua mạch rồi nói. Lần này à, chỉ uống một thang là khỏi. Chú thích. Phải rồi, không cần đến thang thứ hai. Đọc tiếp. Rồi bảo đem siêu thuốc ra, sắc ngay trước mặt tháo. Khi thuốc đã cạn còn một nửa, Bình mới lén bỏ thuốc độc vào siêu. Đoạn rót ra bát, tự tay nâng lên dân tháo. Tháo đoán biết thuốc độc, cố ý chậm chạp không uống dội. Bình dục. Xin uống nóng, cho mồ hôi nó rỉ ra thì khỏi ngay. Bỗng tháo ngồi dậy nói. Người đã đọc nho thư, ác hiểu lễ nghĩa. Phạm vua có bệnh uống thuốc, thì bề tôi phải nêm trước cha có bệnh uống thuốc thì con nếm trước. Người đã làm tâm phúc của ta, sao không uống thử rồi hãy đưa? Ờ, à, thuốc để trị bệnh cần gì phải nếm trước? Bình nói rồi, biết sự đã lộ, liền bước sớm tới. Bình nắm lấy tay Tháo, và ngửa ra mà đổ. Tháo dùng tay gạt chén thuốc rơi xuống. Thuốc đổ lan tới đâu, gạch sủi bọt tới đó. Đó chưa kịp ra lệnh tá hữu đã sấn vào bắt giữ lấy bình Thao nói ta có bệnh gì đâu thử mày đó thôi mày quả có bụng hại ta thật bèn gọi hai mươi tên ngục tốt khỏe mạnh lôi bình ra giường sau tra khảo Thao ngồi trên đình sai trói bình nằm dưới đất sắc mặt bình vẫn thản nhiên không hề sợ hãi Thao cười nói cay ngữ một tên làm thuốc như mày đâu dám hạ độc ta, Các à, cô đưa suối dục, vậy hãy khai đứa đó ra, ta sẽ tha cho mày. Bình mắng rằng mày là thằng giặc dối vua lừa trên, cả thiên hạ đều muốn giết, riêng gì một mình tao. Tao gằn hỏi ba bốn lần nữa, bình càng giận. chính ta tự ý giết mày, còn ai suối nữa? Này việc chẳng thành, chỉ còn một chết mà thôi thóc căm giận sai lính ngục đánh thật đau nhưng đánh đập suốt hai giờ nát da xé thịt máu chảy đầy đất mà bình vẫn không khai tháo sợ đánh quá tai chết bình thì không còn người đối chứng bèn sai ngục tốt khiêng vào chỗ vắng tạm để cho nghỉ hôm sau táo truyền bài tiệc mời các đại thần tới uống rượu các quan đều đến duy đổng thừa cáo bệnh không đi bọn dương tử phục thì vẫn sợ táo sinh nghi nên đều phải tới dự ăn yến ở hậu đường rượu được vài tuần thao lên tiếng nói tiệc á chẳng có gì vui vậy tôi có người này xin đưa ra các quan xem cho tính rượu rồi gọi hai mươi lính ngục điệu ra đây cho ta chốc lát đã thấy các bình cổ đeo cái gông thật lớn, bị lính điệu tới dưới thềm. tháo nói, Các quan chưa biết đâu, tên này kết liên ác đảng nè, toan phản triều đình, mưu hại tàu mổ. Này thiệt yến mời các quan đến, cùng nghe lời khai vậy. Dứt lời sai lính đánh một trận, bình đau quá, ngất lăn ra đất. Quân lính lấy nước phun vào mặt, Bình dần dần tỉnh lại, trợn mắt nghiến răng, mắng rằng. Giặc Tháo, không giết ta đi, còn đợi tới bao giờ? Tháo hỏi. Trước đã có sáu đứa đồng mưu, đến mày nữa là bảy, phải không? Bình chỉ một mực mắng lớn. Bọn dân tử phục ngồi trên tiệc ngẩn mặt nhìn nhau, thế như ngồi trên bàn chông vậy. Tháo lại sai đánh, rồi lại phun nước. Bình ngất đi tỉnh lại mấy lần mà không hề có ý xin khoan. Tháo thấy Bình không chịu xưng, lại sai dẫn đi giam. Khi các quan giải tán, Tháo chỉ lưu bọn dương tử phục ở lại, nói rằng để dự giả yến. Bốn người hồn bay phát lạc, đành phải ở lại. Tháo bảo bốn người. vốn cũng không muốn giữ lại làm cái gì. Ngạc gì có chuyện muốn hỏi, Chẳng hai, bốn anh đặt cùng với đổng thừa bàn tính việc gì. Dương tử phục chối. Tịnh không bàn tính việc gì hết. Thế thì những chữ trong bức lụa trắng nói về việc gì? Bọn tứ phục đều giữ kín cố chối. Thao bạn sai gọi Tần Khánh Đồng ra đôi chứng. Tử phục hỏi động. Mày, mày ở đâu mà nhìn thấy? Khanh Đồng nói, Các ông giữ kín không cho ai vô hết, rồi sáu người ngồi trong nhà xúm lại, giết ngầm với nhau, còn chối sao được. Tử Phục Bảo Tháo Cái thằng Gia Nô này, thông gian với thị nữ của Động Quốc Cửu, bị phạt tội, nên thù mà vô cho chủ như vậy. Thật không nên nghe nó. Tháo nói, Các bệnh hạ độc hại ta, không phải đóng thừa sai nó, thì ai suối Bọn tứ phục đều chối không biết. Tháo nói. Nội trong đêm nay hãy thú ra đi. Còn có thể tha thứ. Nếu để sự thực phát ra thì không thể dung được nữa đâu. Cả bọn vẫn một hai chối rằng không có âm mưu ấy. Tháo thét tả hữu, đem bốn người giam lại. Hôm sau Tháo thân đem mọi người đến thẳng nhà đống thừa thăm bệnh. Thừa phải ra đón tiếp. Tháo hỏi chiều hôm qua, quốc cửu sao không tới dự yến? Thừa nói, bởi vì bệnh chưa khỏi, không dám kinh suốt, thừa tướng lượng thứ cho. Tôi biết, cái bệnh của quốc cửu là bệnh lo việc nước chứ gì. Thừa tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu, thao hỏi. Quốc cửu đã biết chuyện các bệnh chưa? Thừa đáp rằng chưa, thao cười nói. Lẽ nào quốc cửu lại không biết? Nói rồi thét tả hữu. Điệu nó vô đây, để quốc cửu xem cho đỡ bệnh. Thừa chết điếng người, chẳng còn biết làm sao. phút chốc tình ngục tốt điệu các bình tới dưới thềm. Các bình lại gào thét lên, mắng tháo là thằng nghịch tặc. Tháo trỏ bình, bảo thừa. Tên này, khai ra bọn dương tử phục bốn tên ta đã sai bắt giao cho quan đình quý rồi chỉ còn một người nữa chưa bắt được chú thích thao chỉ biết còn một người đống thừa mà không biết rằng còn những ba người thêm lưu bị má đăng nữa đọc tiếp rồi quay xuống hỏi các bình ai sai mày bỏ thuốc độc hại ta mau khai ra lập tức bình mắng lớn trời sai tao giết thằng nghịch tặc đó tháo nổi giận lại sai đánh khắp mình bình không còn chỗ da thịt nào lành nữa thường ngồi trên trông xuống lòng đau như dao cắt tháo lại hỏi bình tay mày có mười ngón sao bây giờ chỉ còn chín tàu cắn để thề giết thằng quốc tặc là may đó tháo sai lấy dao Gà tay bình xuống thềm, chặt hết luôn chín ngón, rồi bảo. Chặt hết đi, cho mày thề luôn thế À? Bình chửi. Tao còn lưỡi để mắng giặc, còn miệng có thể nuốt được giặc. Chú thích. Cũng như răng trương thư dương và lưỡi nhan thường sơn vậy. Đọc tiếp. Tao lại sai cắt lưỡi, nhưng Bình kêu lên rằng. Dớ vội ra tay, Bây giờ ta đau quá rồi, không chịu hình được nữa. Để ta cung khai, hãy cởi trói cho ta. Tháo nói, ừ, thì cởi, ngay gì. Bèn sai mở trói, Bình đứng dậy, hướng về cung khuyết, giái lại, tâu vọng vua rằng. Hạ thần, không trừ được giặc cho nước, thật là tại số trời mong thanh hoàng thu cho lòng này. Dứt lời, đập đầu vào thềm dở óc mà chết. Tháo còn căm giận, sai phân thay làm lệnh. Bây giờ là năm kiến an thứ năm, thăng viên Sử quan có thơ rằng Nhà hán suy di khí sắc tạng Các bình làm thuốc cứu gian sang Quyết thể dốc dạ phò vua yếu hạ độc liều thân giết tướng gian. Dẫu chịu cực hình, luôn mắng giặc, cam đành thảm tử chẳng kêu than. Hải hùng mười ngón tay tuôn máu, rạng rỡ ngàn thu một lá gan. Nguyên văn Hán triều vô khởi sắc, y quốc hữu xứng bình, lập thể trừ gian đảng, quyên khu báo thanh minh cực hình từ vũ liệt thảm tử khí như sinh thập chỉ lâm ly sứ thiên thu ngưỡng dị danh các bình đã chết thao gọi tả hữu dẫn từng cánh đồng đến trước mặt rồi hỏi đống thừa quốc cửu có biết cái tên này không thừa nổi giận nói thằng ở phản chủ bỏ trốn hả hãy giết ngay nó đi nó có công cáo giác bọn mưu phản. Nay tới đây đối chứng. Ai dám giết nó? Sao thừa tướng đi tin lời một đứa gia nô bỏ chủ như vậy? Tháo hầm dọa. Tụi dương tử phục bị ta bắt giam. Đã cung khai rõ hết rồi. Còn chối nữa sao? Liền thét tả hữu bắt đống thừa. Rồi sai vào thẳng phòng trong khám xét chốc lát bắt được tờ chiếu máu đài áo và tờ nghĩa trạng. Chú thích Thế là một nhóm nho sinh nông nổi làm hỏng việc lớn, phụ lòng trong cậy của vua. Đọc tiếp Tháo xem xong, mỉm miệng cười nhạt. Lũ chuột bỏ, sao dám như thế này? Lập tức sai bắt cả nhà đống thừa và trẻ trai gái giam lại không để một người nào chạy thoát. Tháo hầm hầm về phủ hội các mưu sĩ, đưa tự quyết chiếu cho xem, tỏ ý muốn trút phế hiến đế, lập vua khác. Đó chính là Mấy hàng chiếu máu thành hư vọng, một bức tiên thề rước khốn nguy. Chưa biết tính mạng hiến đế ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ lời bình của Mao Tôn Cương trong thánh tháng ngoại thư. Nể hành khổng dung, dương tu, ba người cùng có tài như nhau, nhưng phẩm chất khác nhau. Tu thì thờ tháo, khổng dung tuy không thờ tháo, nhưng cũng còn làm quan cùng với tháo. Nể hành thì không những không thờ tháo, mà còn không thèm làm quan cùng tháo nữa. Ba người cùng bị tháo giết, nhưng trong ba người thì hành là cương cường hơn cả, nên phải chết sớm hơn hết. Tháo vốn tự phụ là gian hùng, cậy tài sức mình đủ làm điên đảo cả một thời. Thế mà hành ngạo nghễ khinh bỉ coi như đồ bỏ đi. Nếu không phải tay đảm dũng hơn người, thì ai dám làm thế? Lúc sinh tiền đã mắng Tào Tháo, sau khi chết còn mắng Dương Đôn. Đến nay bên bãi anh Vũ nơi bến sông Anh Linh chưa mất Người như nể hành Há chỉ đáng gọi là một trang tài nhân văn tự mà thôi sao Hoặc có người hỏi Trần Lâm mắng Tháo tệ như thế Tháo còn không giết Thì Tháo sợ gì nể hành Tháo sai nể hành tới chỗ chư hậu Làm gì thấy hành cậy tài mà ngông cuộn Tháo muốn để người khác làm nhục một phen cho bớt nhuệ khí đi. Nhiên hậu tháo mới dùng hành. Không ngờ, quan tổ bỗng giết mất. Vì thế, các tiên nho đã làm bài văn thay lời tào tháo trách hoàng tổ, nói rõ ý ấy. Ta xin thưa rằng không đúng. Ai lập ra thuyết ấy là người không biết phân biệt nể trần, người hơn kẻ kém. Nể hành mắng tào tháo bằng miệng, trần lâm mắng bằng bút tuy cùng là bắn tháo, nhưng hành tự mình bắn. Còn Lâm thì thay người mà bắn tháo. Như thế thì chửi thẳng với chửi mướn, hai việc có khác nhau. Lâm sau này bị bắt, nói với Tháo rằng mũi tên đã đặt vào cung, không thể không bắn. Khiến Tháo thu dùng Lâm để bắn người. Tức là thay lời Tháo để chửi cái địch vậy. Trần Lâm chửi Tháo, rồi cuối cùng lại theo Tháo. Nể hành chửi Tháo, quyết không theo tháo. Kẻ chửi mướn có thể đầu hàng, người chửi thẳng, ác không chịu hàng. Vì thế tháo không giết Trần Lâm mà phải giết nể hành vậy. Như Lưu Biểu đã biết ý tháo sai nể hành tới chỗ mình làm gì rồi, thì không nên sai hành tới quan tổ, mà nên sai hành trở lại hứa đô. Ấy mới là tài giỏi hơn tháo. Thế là tháo muốn mượn đao của biểu biểu lại mượn dao hoàng tổ để hại hành, thì kiến thức biểu cũng như tháo, mà rốt cuộc là trúng trước thuật, để cho tháo sai khiến mình rồi vậy. Cái giấc mộng của đổng thừa trong đêm nguyên tiêu, sao mà khoái lòng hả dạ người độc thế? Tiếc thay, nếu mộng này ứng thành sự thực, thì mai cho nhà hán biết bao. Tuy nhiên, trời đất là cõi mộng ảo, cổ kim là đầu mối mộng mơ nhân sinh là hồn mộng vậy. Chú thích. Trời đất là không gian, cổ kim là thời gian. Đọc tiếp. Nhà Hán biến đổi thành ba nước, ba nước biến đổi thành nhà Tấn. Coi những chuyện dâu bể đổi thay đó thì có khác gì chuyện tàu chuối quan hưu với người nước trịnh, giấc mơ bươm bướm của Trang Chu, giấc ghê vàng ở Hàm Đăng giấc nam kha của thuần du phận. Sự thật rành rành chưa chắc đã không phải là mộng, thì giấc mộng cũng chưa chắc đã không phải là sự thật. Thế thì giấc mộng của Đống Thừa có thể là sự thật cũng được vậy. Ta thường đọc Đàm Hoa Ký, thấy có chuyện Đấng Minh Dương ngồi hỏi tội Tào Tháo. Nào hạch hỏi, nào khảo đả, nào tra tấn, nào mắng rủa Tháo, có người cho rằng đó là người đời sau đọc truyện Tam Quốc, căm phẫn đến cực độ nên viết ra chuyện như thế để cho hả nỗi quốc giận chất chứa đầy lòng. Ta xin thưa. Lý ứng như vậy không thể bảo là làm trò chơi. Xưa nay không thiếu những chuyện căm phẫn bất bình khiến người ta muốn đổi trái ngược sự thật lại để cho lòng thư thái. Đổi như thế thì có những việc này cha con đặng bá đao được đoàn viên vợ chồng tuân phụng thiến được bách niên giai lão quốc đại phu trùng hưng được nước sở yên thái tử trả thù được nước tận dương minh phi trở về cung vua hán hầu phu nhân gặp được dương đế nhạc vũ mục chém đầu tận cuối nam tể dân diệt được hạ lan chú thích quốc đại phu tức là quốc nguyên, yên thái tử. Thái tử đang nước yên nhờ Kinh Kha đi giết Tần Thủy Hoàng. Dương Minh Phi, tức là bà Chiêu Quân, tên là Dương Tường. Đến đời Tấn, vì kỵ quý Tư Mã Chiêu nên sách đổi ra là Minh Phi. Nhạc Vũ Mục Nhạc Phi đợi Tống làm quan tới Thái Quý, rồi Thiếu Bảo, có công đánh nước Kim sao bị gian thần tần cối ám hại đến đời tống hiến tông tuy phong làm ngạo dương đặt tên thủy làm vũ mục rồi đổi ra trung vũ nay còn phần mộ ở hàng huyện tỉnh chiết giang đọc tiếp đó là vì số trời không chịu lòng người nên lòng người muốn đổi lại số trời thế thì khi lưỡi gươm đóng thừa dung lên đầu tào tháo rơi xuống cái hồn trung liệt của thừa đã kết cũng như có sự thực rồi đấy làm thầy thuốc chữa bệnh cho cả nước là các bình vậy các bình quả không thẹn là quan thái y cái thuốc ấy đem trị bệnh nhức đầu cho tào tháo thì là thuốc độc nhưng đem cái thuốc ấy trị tâm bệnh cho hiến đế thì lại là thuốc hay biết lấy thuốc độc làm thuốc hay các bình Thật là thầy biết dùng thuốc Tiếc rằng cái thuật không thi hành được Muốn cứu người, người sống được Muốn giết người, người phải chết Có tài cứu người là thầy thuốc giỏi Có tài giết người cũng là thầy thuốc giỏi nữa Chỉ lạ cho các thầy thuốc đời nay Là lòng thầy là lòng qua đà Muốn cứu chu thái Mà thuốc thầy lại là thứ thuốc cát bình đưa cho Tào Tháo. Đã giết người mà còn cứ khư khư nắm lấy cái nghệ cứu người. Cứu người mà đi đến chỗ giết người. Ta không hiểu cái y thuật của các thầy đó đáng xếp vào hang gì.